Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Thập niên 70, xuyên thành con gái của cực phẩm, nếu không phải Diệp Ngư, làm sao cô ta cũng không thể bị gả cho một tên què, cũng không thể mất đi tính mạng, cô ta bị Diệp Ngư hại thảm như vậy, đương nhiên nên trả thù, cô ta cũng không phải muốn Diệp Ngư một mạng đền một mạng, chỉ là muốn cô bị hủy mặt mà thôi, không quá đáng, chỉ cần không còn Diệp Ngư, người kia sẽ không nhìn trúng những người khác nữa, cô ta có thể để người kia hiểu tâm tư của cô ta, trở thành vợ của người kia, đúng, chính là như vậy. Cô ta không có sai, đều là cả nhà chú ba có lỗi với cô ta chỉ muốn trả thù nho nhỏ để mình sống tốt hơn mà thôi, cô ta không có sai. Lặp đi lặp lại nói như thế với mình ở trong lòng, sự bất an trong lòng Diệp Hoàng Hoa càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất ở một góc không biết nào đó, tới bệnh viện huyện rồi. Bác sĩ ở bệnh viện huyện là một thanh niên, kiểm tra cho Diệp Hoàng Hoa 3 lần, vẫn không kiểm tra ra vấn đề gì. Cũng chỉ có thể lấy chuyện dinh dưỡng của Diệp Hoàng Hoa không đủ để nói. Đứa nhỏ này không đủ dinh dưỡng, sau khi trở về ăn nhiều trứng gà thịt thà bồi bổ một chút, tốt nhất một ngày có thể ăn 2 quả, chăm 10 ngày nửa tháng thì không có việc gì nữa. Tôn Chiêu Đệ và Diệp Hòa Bình không hiểu y học, bèn bắt chước theo trở về nói với bà Diệp, tuy rằng bà Diệp không quá tình nguyện, rốt cuộc vẫn đồng ý. Bà còn đặc biệt bỏ nhiều thêm 1 quả trứng gà cho Diệp Hoàng Hoa. Sáng chiều tối mỗi buổi 1 quả, cố gắng sớm bồi bổ dinh dưỡng gì đó của cháu gái, giảm bớt hở tí đã phát bệnh ồn ào lên, rất dọa người. Diệp Hoàng Hoa cầm trứng gà, lại càng cảm thấy uất ức thay bản thân đời trước. Nhìn xem, cả ngày bà cụ nói không có tiền, trứng gà nói lấy là lấy ngay, một ngày 3 bữa, 1 tháng 9 là 90 quả, cầm bán lấy tiền cũng có thể bán không ít, nói cho cô ta ăn thì cho cô ta ăn. Cũng không có do dự chút nào, trong gia đình này có thể không có tiền sao, nhất định là đều trợ cấp cho gia đình nhà chú ba không nên thân kia. Cô ta đã nói mà vì sao đều làm công việc giống nhau, thậm chí gia đình nhà chú ba còn làm ít hơn nhà cô ta, dựa vào cái gì ăn ngon hơn nhà các cô chứ, nhất là Diệp Ngư, quần áo bằng sợi tổng hợp đã có 5-6 cái, thì ra đều là nhận được như vậy. Cô ta đã nói mà vì sao cả nhà các cô vất vả cực nhọc làm việc từ sáng sớm tới tối đen, cũng không dám lười biếng chút nào, kết quả quanh năm suốt tháng còn kiếm không được bao nhiêu tiền, phần lợi đều bổ sung cho gia đình chú ba thím ba, nếu không phải bà cụ thiên vị, chỉ dựa vào gia đình cô ta liều mạng ra sức, cha mẹ cô ta như thế nào cũng không đến mức bởi vì 200 đồng lễ hỏi đã tùy tiện gả cô ta cho người khác, cả gia đình của chú ba thím ba kia đều nợ Diệp Hoàng Hoa cô ta, cho nên cô ta hủy mặt Diệp Ngư, không có gì xấu, làm sao mới có thể hủy mặt Diệp Ngư đây, ngược lại có rất nhiều cách, thật ra Diệp Hoàng Hoa chẳng thông minh lắm, nhưng trong đầu cô ta lại chứa đủ loại cách nghe được học được từ các cô gái cô vợ ở đời trước, tìm một cái có thể sử dụng từ trong đó vẫn khá đơn giản, chỉ riêng hủy mặt Diệp Ngư, cô ta có thể nghĩ ra được hơn 10 cách, nhưng cô ta không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mạnh Phỉ ôm Diệp Ngư ở trong phòng cả ngày, cũng không để con gái rời khỏi mí mắt mình dù chỉ một chút, cho dù cô ấy có việc phải rời khỏi Diệp Ngư một lát, cũng sẽ giao Diệp Ngư cho chú ba Diệp hoặc là Diệp Mễ, muốn hủy dung mạo của Diệp Ngư dưới mí mắt cả nhà này, có hơi khó khăn. Hơn nữa, cho dù cô ta tránh né được gia đình này, nhà họ Diệp có tổng cộng bao nhiêu người, lỡ như khi cô ta ra tay bị những người khác thấy thì sao? Diệp Hoàng Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách tốt nhất vẫn phải ở riêng trước, chỉ có ở riêng, các gia đình đều dọn ra ở ngoài, cô ta mới có thể tìm được cơ hội ra tay, mới có thể lợi dụng những chuyện biết được sau này lén tích gom ít của cải cho bản thân, mới có thể sống một cuộc sống bữa nào cũng có thịt ăn, mới có thể mua xà bông thơm kem bảo vệ da gì đó mà người thành phố mới có, sửa soạn bản thân cực kỳ xinh đẹp. Chú ba bên kia, trong lòng cô ta thật sự vẫn hơi kinh sợ, cũng chỉ có thể xuống tay từ gia đình mình và gia đình bác cả trước, chỉ cần 2 gia đình này ở riêng, cả nhà chú ba đó căn bản không làm nên trò trống gì. Ba quả trứng trong ngày hôm đó cô ta sẽ không ăn, tích góp hết tất cả, đợi buổi sáng ngày hôm sau, cô ta ngồi ở trên bậc cửa nhà thứ hai bóc trứng gà. Ăn trứng gà thả rông có giá trị dinh dưỡng cao, lòng trắng trứng trắng trẻo non mềm lắc lư, cho dù bây giờ đã lạnh, cũng có mùi thơm thản nhiên. Diệp Mễ sớm đã ra ngoài chơi, tiểu mạch của gia đình Lưu Hồng Anh được nuôi tới yếu ớt, ngại bên ngoài lạnh lẽo cũng sớm quay về phòng làm ấm tay. Khổ Cúc bị Tôn Chiêu Đệ sai khiến đi ra ngoài làm việc, Mạnh Phỉ và Diệp Ngư ở trong phòng ngủ, các đàn ông bị đội sản xuất kêu ra ngoài xúc tuyết, phụ nữ đi ra ngoài ngồi lê đôi mắt, trong sân cũng chỉ có ba cậu bé, thình lình nhìn thấy trứng gà, nước miếng lập tức chảy ào ào. Diệp Hoàng Hoa biểu môi, anh, các anh muốn ăn trứng gà không? Ba người các anh đi đến dưới cửa sổ nhà cậu Đảng, Đại Ngưu, Tráng Tráng trộn một miếng khoai lang sấy cho em, khoai lang sấy của ai lớn nhất, em sẽ đưa trứng gà này cho người đó. Tiếng của cô ta rất nhỏ, sợ bị người lớn trong nhà nghe thấy phá hủy chuyện tốt của cô ta rất khẩn trương, giọng vừa nhỏ lại phát run. Người sáng suốt vừa nghe đã biết trong lòng cô ta có quỷ, nhưng ở đây đều là trẻ con, không có tâm tư xấu gì, không có nghe ra tâm tư của cô ta, ngược lại cảm thấy Diệp Hoàng Hoa quá tốt. Chỉ một quả trứng gà, bọn họ ăn một quả, Diệp Hoàng Hoa còn hai quả, bồi bổ thân thể hẳn là cũng đủ rồi. Ba đứa nhỏ nhìn nhau, được. Chờ đó, khoai lang sấy chính là đồ ăn vặt của trẻ con thời đại này, thứ như khoai lang này có sản lượng lớn, không cần chăm sóc như thế nào cũng có thể sản xuất một đống, đất riêng của mỗi nhà đều trồng không ít khoai lang. Đợi đến mùa thu thu hoạch các miếng phơi khô, trong mùa đông chính là đồ ăn vặt ghế thời gian của trẻ con bọn chúng, thứ này không đáng tiền, nhà nào cũng có, bọn họ thuận tay lấy mấy miếng cũng không ai để ý, dù sao con nít nhà mình chắc chắn cũng không ít đứa lấy của người ta. Nhà cậu Đảng, Đại Ngưu, Tráng Tráng lần lượt ở ba phương hướng, ba người vừa ra khỏi cửa, Diệp Hoàng Hoa đã ăn hết ba quả trứng gà, bị nghẹn trực tiếp mắt trợn trắng, thuận tay lấy hai miếng tuyết từ trên mặt đất mới ổn lại, đợi vài phút, anh ruột cô ta Truyền Căng hấp tấp trở lại, cũng không thèm nhìn tới đã nhét khoai lang sấy vào trong lòng cô ta. Trứng gà đâu? Diệp Hoàng Hoa cầm lấy khoai lang sấy trong tay, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, hai mắt đẫm lệ nói, anh Mao Đảng ném khoai lang sấy cho em, sau đó giành hết trứng gà rồi. Truyền Căng nổi giận, gì? Đều giành hết rồi. Nó chạy hướng nào? Diệp Hoàng Hoa nâng ngón tay chỉ về một hướng. Truyền Căng hấp tấp chạy đi xa, Diệp Hoàng Hoa đặt lại khoai lang sấy lấy được ở cửa sổ nhà mình về chỗ cũ, Mao Đảng của nhà bác cả đã trở lại. Trứng gà đâu? Anh trai em giành lấy hết rồi, nói các anh không xứng ăn trứng gà. Cái rắm! Nó chạy hướng nào? Diệp Hoàng Hoa chỉ phương hướng của Truyền Căng, Mao Đảng cũng hấp tấp rời khỏi viện, khoai lang cũng bị cô ta dùng cách như vậy lấy đi, Diệp Hoàng Hoa vô cùng đắc ý. Truyền Căng chính là cục cưng của nhà cô ta, bình thường bị va chạm cũng không được, lần này đánh nhau chắc chắn không chiếm được lợi gì, phải chỉnh đốn thật tốt một chút, mẹ cô ta chắc chắn sẽ làm ầm lên với bác cả, cô ta lại ở giữa châm ngòi, mẹ cô ta chắc chắn sẽ nổi lên ý ở riêng. Ha, để cô ta nhìn xem đời này không có sự trả giá của gia đình cô ta, cũng không có khuôn mặt đó, Diệp Ngư còn lấy cái gì để giành đàn ông với cô ta. Diệp Hoàng Hoa thuận tay chỉ về một hướng, Diệp Mễ đang chơi ném tuyết với các đứa nhỏ khác trong thôn, dù cho người lớn trong thôn có 101.000 người cũng không muốn để đứa nhỏ nhà mình qua lại với Diệp Mễ, cũng khó chống lại Diệp Mễ quá nhiều lòng dạ, luôn có thể nghĩ ra đủ loại trò chơi, trong tay cũng luôn có nhiều đồ ăn ngon, bọn nhỏ trong thôn Đại Liễu Thụ luôn chịu vây quanh Diệp Mễ, chỉ hôm nay, cô bé tự chia bọn nhỏ làm hai đội, cầm hai miếng thịt heo to bằng ngón tay làm quà tặng, bảo bọn trẻ con thi đấu, bản thân cô bé trèo lên trên cành cây công xem náo nhiệt, đứng phải cao xem phải xa. Truyền Căng, Mao Đảng và Địa Qua chạy tới từ bên này, sau đó xô đẩy một trận bắt đầu đánh nhau, cô bé ở trên cây nhìn thấy rõ ràng, không chỉ có cô bé nhìn xem, bọn nhỏ khác cũng thấy, còn có đứa nhỏ đã chạy tới hỏi cô bé, Diệp Mễ, em trai nhà cậu ở bên kia đánh nhau, nếu không thì cậu qua đó xem sao. Diệp Mễ lập tức trợn mắt lên trời, không qua. Bọn nhỏ ở đây hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Diệp Mễ không có nghe rõ. Diệp Mễ, các em trai nhà cậu đánh nhau ở bên kia kìa, cậu không qua đó khuyên nhủ sao? Tớ qua đó làm gì? Cậu nói xem tớ qua đó giúp ai đây? Giúp người này người kia có ý kiến, giúp người kia người này có ý kiến, để bọn nó tự đánh nhau là được, tớ không thèm qua làm bia ngắm cho tụi nó đâu. Diệp Mễ cầm một nắm tuyết ở trên chạc cây, truyền thụ kinh nghiệm cho bọn đàn em. Đừng thấy bây giờ bọn nó đánh nhau kịch liệt, điên một hồi thì không còn sức nữa, sẽ nhớ đến bàn tay lớn trong nhà, ắt biết sợ. Nếu những người làm anh làm chị như chúng ta qua đó lúc này, vậy tuyệt đối sẽ bị đám nhóc con đó đẩy ra chịu tiếng xấu thay, một lần hai lần, chúng ta sẽ hoàn toàn thành người chuyên gánh tội cho tụi nó, tớ còn lâu mới nuông chiều chúng nó đâu. Những mưu mẹo này đều là của chú ba Diệp từng chơi, lúc trước anh không ít lần đẩy chuyện xấu của mình lên người hai anh trai, đợi khi con gái mình làm chị gái, anh càng dạy cách đối phó những trò mưu mẹo này cho cô bé. Tiêu chuẩn kép của chú ba Diệp Quang Minh chính đại, cũng không kiềm chế chút nào, hiện giờ những cách này lại bị Diệp Mễ lấy ra dạy cho đám tay sai của mình. Lại nói cậu đó, Cốc Vũ, trẻ con chúng ta đều biết cậu thành thật, còn khuyên em trai em gái cậu đừng trộn gà trộn chó, nhưng cậu có biết người lớn đó nhắc tới cậu đều nói gì không? Con nhóc Cốc Vũ đó là đứa nghịch ngợm trộn cắp không thành thật, thiếu đánh, mẹ tớ nói, bị người lừa một lần, đó là không phòng bị, hai lần là lừa đảo quá lợi hại, ba lần thì chính là đồ ngốc, tớ không làm đồ ngốc đâu, các cậu muốn làm đồ ngốc, vậy sau này tớ gọi các cậu là đại ngốc, nhị ngốc, tam ngốc là được. Bọn nhỏ trong thôn Đại Liễu Thụ đều biết đồ ngốc là dáng vẻ gì cái gì, đứa con nhà bà Lục ở phía đông thôn chính là đồ ngốc, mắt nhìn qua hai bên, nghiêng đầu há miệng, cả ngày cười hì hì, nước miếng chảy xuống, người đã hơn 40, còn tiểu vào quần, vừa nghe sau này cũng bị gọi là đại ngốc, nhị ngốc, tam ngốc, đều không có đứa nào vui. Những đứa nhỏ nghĩ trong lòng, đúng vậy, mỗi lần nghe xong lời người lớn đi lên khuyên can ngoại trừ bị đánh bị mắng còn có gì, nếu lợi ích gì cũng không có, bọn chúng dựa vào cái gì lần sau gặp phải còn đi lên khuyên. Chẳng lẽ bọn chúng thực sự là đồ ngốc giống như Diệp Mễ nói, bọn chúng không tiểu vào quần giống như tên ngốc họ Lục, bọn nhỏ không muốn làm đồ ngốc lập tức đều tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Mễ cậu nói quá đúng, tớ đã sớm cảm thấy không đúng. Sau này bọn nó đánh nhau tớ sẽ không quản nữa. Đúng vậy, dựa vào cái gì bắt tớ cõng nồi cho bọn nó chứ? Trừ phi sau này bọn nó trộn được thứ cốt cũng chia cho tớ, nếu không tớ sẽ không cõng nồi thay bọn nó đâu. Cậu một lời tớ một câu, càng nói càng hăng say, càng nói càng cảm thấy có lý, ngày xưa bọn họ không phải là đồ ngốc sao? Không hề làm sai, lại bị đánh không ít, tất cả em trai em gái đều tốt, mặc kệ thôi. Mấy anh em ở bên kia đánh nhau khoảng nửa tiếng mới kết thúc, Truyền Căng khóc lóc chạy vào trong nhà, Mao Đảng và Địa Qua đuổi theo sau lưng cậu ta, Diệp Mễ vỗ tay nhảy xuống từ trên cây, nhét miếng thịt vào tay một đứa nhóc ở bên cạnh, tớ trở về xem bọn nó bị đánh đây, bọn nhỏ lập tức ồn ào thành một cục, Diệp Mễ không nhanh không chậm trở về, đi ngang qua nơi bọn họ đánh nhau, không biết là thứ gì vừa khéo phản quang trên nền tuyết, làm chói con mắt của Diệp Mễ. Diệp Mễ còn tò mò gạt ra vài cái, là một cái bánh tròn hơi mỏng có hình đầu người, trông giống như nút sắt bị phóng to lên vài lần, rất hiếm rất đẹp. Diệp Mễ bỏ nó vào trong túi, chuẩn bị cầm về để mẹ may quần áo cho Diệp Ngư mặc vào năm mới. Em gái cô bé có vẻ ngoài đẹp như thế, nên mặc bộ đồ xinh đẹp nhất rực rỡ nhất. Diệp Mễ ôm món đồ đó chạy vào trong nhà, cách nhà thật xa đã nghe thấy trẻ con trong sân khóc lóc người lớn kêu la. Cô bé đứng ở trong cửa sân nhìn, Tôn Chiêu Đệ và Lưu Hồng Anh dẫn theo con nhỏ ở trước nhà chính giằng co, mẹ ruột cô bé đang ôm Diệp Ngư đứng ở cửa nhà chú ba xem náo nhiệt, đây rõ ràng không phải thời cơ tốt lấy ra đồ tốt để khoe khoang, thừa dịp sự chú ý của mọi người cũng không ở bên cửa lớn, Diệp Mễ lặng lẽ luồn vào, đứng ở bên cạnh Mạnh Phỉ xê dịch thân mình, chắn cô bé ở phía sau, tiếp tục xem náo nhiệt. Tôn Chiêu Đệ lôi kéo Truyền Căng bị đánh thành đầu heo, gương mặt bởi vì phẫn nộ sung huyết thành màu gan heo, tức giận chỉ vào Lưu Hồng Anh, nếu không có Diệp Hòa Bình lôi kéo, cô ta chắc chắn muốn đi lên cào Lưu Hồng Anh. Tôi nói này chị dâu, chị dạy con cái thế nào vậy? Chị nhìn Mao Đảng và Địa Qua nhà các chị đánh Truyền Căng nhà tôi đi, cái mặt này còn gặp người như thế nào nữa. Mắt thấy ngày mốt đã là năm mới rồi, chị có ý để Truyền Căng nhà tôi bị người ta chê cười đúng không? Dù sao Mao Đảng và Địa Qua cũng có hai người, khi đánh nhau miễn cưỡng chiếm ưu thế số người, bị đánh không ít hơn Truyền Căng là bao, trên mặt tuy rằng cũng có chút dấu, khi so với Truyền Căng thì quả thực có thể gọi là lông tóc không tổn hại. Con người Lưu Hồng Anh này thường thích sĩ diện, bị Tôn Chiêu Đệ chỉ vào mũi mắng như vậy, cô ta có hơi không nâng đầu nổi, trong lòng lập tức sinh ra một chút bất mãn với Tôn Chiêu Đệ. Cô ta không tin đứa nhỏ nhà mình vô duyên vô cớ muốn đi đánh Truyền Căng, ngày thường hai đứa con của cô ta nghe lời phân rõ phải trái, chắc chắn là nhãi con Truyền Căng của nhà chú hai gây chuyện trước. Cô ta lập tức nói, vợ chú hai, em bớt nóng trước đi, ngày thường Mao Đảng và Địa Qua nhà chị có điệu bộ thế nào, em cũng không phải không rõ, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó. Lưu Hồng Anh thật lòng không muốn ầm ĩ với người trong nhà vào năm mới để người khác chế giễu. Trong nhà Mạnh Phỉ không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, mấy năm nay chỉ cần là con gái thì không có chuyện không tìm được chồng, nếu điều kiện của người đàn ông không tốt, nhưng thật sự không dễ cưới vợ, Lưu Hồng Anh cũng không muốn có tiếng xấu khó ở chung. Nghĩ đến việc này Lưu Hồng Anh đã đau đầu. Mao Đảng, Địa Qua, hai người các con nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mạnh Phỉ cúi đầu nhìn Diệp Mễ duỗi dài cổ xem náo nhiệt, lặng lẽ dùng ánh mắt ý bảo, không phải con làm chứ. Diệp Mễ nhìn hiểu ánh mắt của mẹ cô bé, kiên định lắc đầu, ánh mắt trong suốt lại kiên định, không biết vì sao, Diệp Ngư đột nhiên vừa nhìn đã hiểu tâm tư nhìn như trong sáng thực ra rất cực phẩm của chị cô. Không phải con còn chưa kịp ra tay mà. Diệp Ngư, bà chị hờ của cô thật lợi hại. Bội phục đồng thời trong lòng cô cũng có chút không yên, cô đã có thể nhìn hiểu tâm tư của chị cô, xem ra tư tưởng này cũng ngày càng rảo bước tiến về phía cực phẩm, lẽ nào cô bé thật sự cũng muốn biến thành một cực phẩm sao? Không phải chứ, nhà bác cả nhà chú hai nhà họ Diệp bên kia tranh cãi gay gắt hơn. Lưu Hồng Anh vừa hỏi như vậy, Mao Đảng và Địa Qua lập tức nói thật, vừa nghe bọn họ lấy chuyện dành toàn bộ trứng gà trách tội lên đầu mình. Truyền Căng lập tức không quan tâm nữa, tôi nhổ vào. Cái gì mà tôi cầm hết toàn bộ trứng gà, sao tôi có thể lấy đi hết trứng gà chứ? Hoàng Hoa là em gái tôi bồi bổ thân thể, hai ngày nay tôi cũng không hề dành, hôm nay nó chủ động chia trứng gà với tôi, sao tôi có thể dành được? Em gái Hoàng Hoa đã nói bị em dành hết trứng gà rồi, nếu em không cướp thì em chạy cái gì? Tôi nghe em gái tôi nói là các anh giành hết trứng gà mới muốn đuổi theo lấy trứng gà về. Em nói dối, các anh thúi lắm. Mắt thấy sắp biến thành trẻ con chửi đổng, Diệp Mễ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhảy ra kết thúc màn tranh cãi của bọn chúng. Các em đều nói là Hoàng Hoa nói, vậy gọi Hoàng Hoa ra hỏi một chút, không phải biết rốt cuộc là ai nói dối sao. Diệp Hoàng Hoa đang nằm trên giường ở nhà con hai nghe tiếng động bên ngoài lén lút vui vẻ, thình lình bị điểm danh. Hoảng hốt một chút, vội vàng an ủi mình đừng lo, chỉ cần cô ta cắn chết chính là hai đứa con nhà bác cả giành trứng gà, không có những người khác thấy, cho dù Mao Đảng và Địa Qua làm thế nào đi nữa cũng không có cách gì. Cô ta biết làm như vậy có hơi có lỗi với Mao Đảng và Địa Qua, nhưng cô ta cũng là có lòng tốt, cả nhà chú ba thím ba dưới sự trợ cấp của hai nhà bọn họ sống phải gọi là thoải mái, đều nói kẻ ác không có kết cục tốt. Thế nhưng thẳng đến khi cô ta chết, cả gia đình chú ba thím ba sống rất tốt, cô ta thật sự không muốn sống khốn khổ như đời trước, cũng chỉ có thể để Mao Đảng và Địa Qua chịu thiệt, nhưng đừng lo, chờ thêm hai ngày nữa cô ta lại nghĩ cách giúp nhà bác cả và nhà chú ba ở riêng là được rồi, đây cũng tương đương với trả nhân tình của Mao Đảng và Địa Qua, trẻ con thì biết cái gì. Chuyện này không phải chuyện đứa trẻ ở tuổi này của Diệp Hoàng Hoa có thể tự mình nghĩ ra. Chắc chắn là em dâu hai không sống yên của cô ta lại bởi vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi tính toán chi ly, nhưng cô ta ngàn tính vạn tính cũng không nên tính kế lên trên đầu Mao Đảng và Địa Qua của mình, con trai chính là nguồn cội sự sống của cô ta, hôm nay có thế nào cô ta cũng phải làm rõ ràng với em dâu, để bọn họ biết sự lợi hại của nhà con cả bọn họ. Có như vậy, Lưu Hồng Anh đột nhiên phát hiện Mạnh Phỉ nhà chú ba hình như cũng không làm người ta ghét như vậy. Ít nhất người ta chưa bao giờ tính kế cô ta. Lưu Hồng Anh hít sâu hai cái, cười cười với Diệp Mễ, quả thật là dáng vẻ tính tình tốt, đi gọi bà nội đến giúp bác cả được không? Diệp Mễ đương nhiên vui vẻ, chuyện này lại không có liên lụy đến nhà cô bé xem náo nhiệt rất thích, cũng không muốn cứ bỏ qua như vậy, hận không thể để chuyện này ầm ĩ lớn hơn chút nữa, tốt nhất là khiến ba thằng nhãi này đều bị đánh một trận cô bé mới thích, nếu sự gia nhập của bà Diệp có thể làm cho tình hình lại tăng lên một tầm cao mới, thì Diệp Mễ đương nhiên vui vẻ đi gọi người tới, đáng thương cho bà Diệp, đang nói chuyện phiếm với các chị em bạn gì, chợt nghe thấy tiếng thét to từ rất xa của Diệp Mễ, bà ơi! Trong nhà đã xảy ra chuyện. Bác gái cả và bác gái hai cãi vã. Sắp trở mặt rồi. Bà nội nhanh trở về nhìn xem, bà Diệp bỗng chốc không ngồi yên được, đứa nhỏ xui rủi này, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, sao cô bé còn thét to từ rất xa chứ, thực sự giống cha cô bé, cũng sinh ra để chọc tức bà, còn có đứa nhỏ Diệp Ngư đó, 8 phần cũng có tính tình giống vợ chồng thằng ba, đời trước có lẽ bà thiếu nợ thằng con ruột này. Đây là quỷ đòi nợ ra đời mà, còn là lớn mang nhỏ, mang trọn một ổ. Lưu Hồng Anh đứng ở trước giường, ông Mao Đảng và Địa Qua, hai mắt ửng đỏ giống con thỏ, nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống xoạch xoạch. Tôn Chiêu Đệ ôm Hoàng Hoa, Truyền Căng đứng ở bên cạnh, cũng tỏ vẻ bị uất ức vô cùng to lớn. Bà Diệp vừa vào cửa nhìn thấy chính là cảnh này, bỗng chốc đầu to gấp đôi, trước đánh mỗi người 50 gậy, làm gì vậy? Qua 2 ngày nữa là đón năm mới rồi, các con không thể an ổn sống vài ngày à? Ầm ĩ như thế để cho người khác nhìn thấy trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, không phải đều ở sau lưng chê cười nhà chúng ta sao? Cho dù các con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con nhà chúng ta chứ, tiếng tăm của người lớn kém, sau này các cháu trưởng thành còn tìm đối tượng như thế nào, một đám đều không bớt lo, còn không bằng thằng ba, tuy rằng ngày thường không đáng tin cậy. Sinh ra 2 đứa con gái một xấu một đẹp, đứa đẹp chắc chắn có thể tìm đối tượng tốt, có không tốt đi nữa vẫn có thể tìm một người thành phố ăn lương thực hàng hóa, vợ chồng thằng ba không cần bà quan tâm. Bà cụ ở trong nhà dù sao vẫn có địa vị, bà vừa mở miệng như vậy, 2 đứa con dâu cũng không nói chuyện nữa. Bà cụ có thể trấn áp được 2 người lớn, nhưng không trấn áp được bọn trẻ, nghé con mới sinh không sợ hổ, trẻ con bốc đồng cũng không sợ bà Diệp. Nhất là Truyền Căng, từ nhỏ đến lớn cậu ta làm gì đã bị người ta đánh tới như vậy, còn là 2 trận đánh, lập tức khóc lên. Bà ơi, các anh Mao Đảng và Địa Qua đánh cháu, còn giành trứng gà của em gái cháu, bà đánh các anh ấy đi. Mao Đảng và Địa Qua cũng tủi thân, cũng khóc. Bà ơi, Hoàng Hoa và Truyền Căng hợp nhau nói dối gạt 2 anh em chúng cháu, bà phạt bọn nó Tết đến không cho ăn sủi cảo đi. Các anh nói dối. Các em nói dối, bà Diệp bị ồn ào đến mức đau đầu, dù sao bà cũng không có nghe rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bèn nhìn về phía Diệp Mễ vẫn không đi chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt, cháu gái lớn, cháu có biết rốt cuộc chuyện thế nào không? Nói cho bà nội đi, người làm mẹ đều cảm thấy đứa nhỏ của mình tốt, ở trong cái nhìn của bà Diệp, tuy rằng Diệp Mễ xấu một chút, nhưng thông minh, giống thằng ba của bà lúc nhỏ như đúc. Còn là đứa con cả của thằng ba. Dù cho là con gái, đãi ngộ của Diệp Mễ ở trong những người đồng lứa của nhà họ Diệp xem như rất tốt, từ đầu tới cuối Diệp Mễ đều xem náo nhiệt, đã sớm nhìn thấy rõ ràng, nghe bà Diệp hỏi như vậy, cô bé lập tức giải thích cho bà cụ nói, Truyền Căng nói Mao Đảng và Địa Qua liên thủ giành trứng gà của Hoàng Hoa, nó muốn cướp về cho Hoàng Hoa vì thế muốn đuổi theo Mao Đảng và Địa Qua. Mao Đảng và Địa Qua nói là Hoàng Hoa nói trứng gà bị Truyền Căng cướp đi bọn nó mới đuổi theo Truyền Căng, là Hoàng Hoa và Truyền Căng cùng nhau hãm hại bọn nó. Bác gái cả tin lời Mao Đảng và Địa Qua nói, bác gái hai tin lời của Truyền Căng và Hoàng Hoa nói, thế nên cãi vã. Bà Diệp lập tức hỏi Diệp Hoàng Hoa, rốt cuộc chuyện thế nào? Diệp Hoàng Hoa đương nhiên bên nhà mình, bà, là Mao Đảng và Địa Qua cướp trứng gà của cháu. Bà Diệp không tin, bà không quan tâm những đứa cháu chắc này, nhưng bà cũng không phải người mù kẻ điếc, ngày thường Mao Đảng và Địa Qua có tính tình thế nào, bà đều biết, nhưng nếu nói là Hoàng Hoa nói dối, vậy cũng không đúng, bình thường Hoàng Hoa là một đứa trẻ rất thành thật, mẹ nên làm chủ cho Truyền Căng nhà chúng con, Tôn Chiêu Đệ vội đòi lý lẽ cho Truyền Căng. Diệp Hoàng Hoa vừa dứt lời, cô ta đã vội vàng kêu lên. Bà Diệp trừng mắt nhìn cô ta, trong lòng rất hoang mang, cứ cảm thấy hai bên cũng không giống như đang nói dối, lại đều là con dâu của bà, người nào cũng không thể bất công, bà cụ thật sự hết cách, chỉ có thể bất chấp, dậm chân một cái, gọi cha cháu tới, thằng ba, chỉ có thể tìm đứa con ruột quỷ đòi nợ của bà. Không biết đầu óc anh phát triển như thế nào, dù sao bà Diệp biết, gặp phải chuyện bà không xử lý được, tìm đứa con trai ruột này của bà là không sai. Diệp Hoàng Hoa không nghĩ tới kéo một vòng, cuối cùng cô ta vẫn phải gặp chú ba mà cô ta sợ nhất, bỗng chốc nóng nảy, nhanh chóng muốn kéo góc áo Diệp Mễ, muốn kéo Diệp Mễ về. Diệp Mễ là người cô ta có thể kéo về sao? Trong nháy mắt đã chạy đi thật xa. Chú ba Diệp đang ở bên ngoài kéo dài công việc, đàn ông trong thôn đã quen rồi, nếu chú ba Diệp không kéo dài công việc, vậy mặt trời mọc đằng tây. Nói cũng không nói lại anh ta, có thể làm sao đây? Đánh thì bọn họ đánh không lại, nói thì chú ba Diệp cũng không nghe, tức giận thì giống như đồ ngốc, đây là ngại mình sống quá lâu. Thật ra trong lòng bọn họ còn rất vui mừng, ít nhất hôm nay chú ba Diệp có tới giả vờ giả vịt, không trốn ở trong nhà sưởi ấm, cũng đã là tiến bộ rất lớn, không ai có chờ mong gì với chú ba Diệp. Diệp Mễ đến gọi người. Đội trưởng vô cùng sảng khoái thả người, cũng không ai có ý kiến. Từ thật xa đã nghe thấy tiếng bước chân của chú ba Diệp, trong lòng Diệp Hoàng Hoa càng ngày càng không yên, vừa chờ mong lại sợ hãi. Cùng lúc đó, cô ta quả thật rất sợ chú ba Diệp, dù sao anh mang theo sát khí đứng ở bên kia, thực sự có cảm giác anh có thể đánh chết người. Nhưng ở mặt khác, trong lòng cô ta còn tồn tại một chút may mắn. Nếu là lần này cô ta có thể ứng phó qua, đây không phải chứng tỏ cô ta còn thông minh lợi hại hơn cả nhà chú ba sao? Vậy chắc chắn cô ta có thể gả cho người đàn ông đó. Đang trong cảm xúc phức tạp của cô ta, chú ba Diệp tùy tiện vào cửa, anh đã nghe tình hình câu chuyện do Diệp Mễ nói qua ở trên đường, lúc này vào thẳng chủ đề, lấy mấy bát nước ấm để bọn nhỏ súc miệng hai cái rồi nhổ ra. Lưu Hồng Anh và Tôn Chiêu Đệ không rõ trong hồ lô của anh rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng cũng biết chú em này nhiều mưu mô, có thể thực sự có ý tưởng, bèn thành thật rót ba bát nước ấm. Mao Đảng, Truyền Căng và Địa Qua, ba đứa nhỏ vừa khéo mỗi người một bát. Diệp Hoàng Hoa cố gắng giấu mình ở trong ổ chăn, làm ra vẻ rất khó chịu, hy vọng có thể lừa gạt qua cửa ải trước mắt này. Chú ba Diệp cũng không dễ lừa như vậy, anh còn nhớ ánh mắt của Diệp Hoàng Hoa nhìn con gái mình. Đừng nói lúc này Diệp Hoàng Hoa có hiềm nghi, cho dù không có hiềm nghi, anh cũng sẽ gây sức ép cho Diệp Hoàng Hoa, bèn nói, còn Hoàng Hoa nữa, nó cũng phải súc miệng hai cái, Hoàng Hoa cũng phải súc. Tôn Chiêu Đệ lại không vui, dựa vào cái gì Hoàng Hoa nhà chị cũng phải súc? Rõ ràng nó mới là đứa chịu thiệt, nó chịu thiệt. Nó chịu thiệt gì? Cho tới bây giờ chú ba Diệp cũng không thích Tôn Chiêu Đệ, keo kiệt ki bo, cũng không hào phóng chút nào. Đầu óc còn ngu si, còn thích gào to. Rốt cuộc là Truyền Căng cướp trứng gà hay là Mao Đảng cướp trứng gà không phải đều do Hoàng Hoa nói sao? Truyền Căng có chính mắt nhìn thấy bọn Mao Đảng cướp trứng gà không hay là bọn Mao Đảng tận mắt thấy Truyền Căng cướp trứng? Lỡ như Hoàng Hoa đổi ý lại không muốn chia sẻ trứng gà rồi nói dối thì sao? Không thể nào, bình thường Hoàng Hoa nhà chị là một đứa trẻ rất thành thật rất an phận. Tôn Chiêu Đệ không chút nghĩ ngợi đã nói. Bình thường Mao Đảng với Địa Qua cũng thành thật an phận vậy. Chú ba Diệp không kiên nhẫn thúc giục cô ta. Nhanh lên, chút chuyện cỏn con này, muốn sớm biết rõ ràng một chút thì tất cả mọi người đều nhanh lên. Tôn Chiêu Đệ hết cách, chỉ có thể cũng rót một bát nước ấm cho Diệp Hoàng Hoa, trong lòng kiên định cho rằng nhà mình nhất định là bên chịu thiệt. Nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm như thế, Diệp Hoàng Hoa thật sự không có cách nào chống cự, cũng chỉ có thể súc hai cái, nhổ nước vào bát. Trong lòng cô ta còn tồn tại một chút may mắn, chỉ súc hai ngụm nước, có thể nhìn ra cái gì, chỉ cần cô ta một mực chắc chắn chính là Mao Đảng và Địa Qua cướp, cho dù là chú ba Diệp, cũng không có cách gì. Bốn cái bát đặt trên bàn nhỏ, chú ba Diệp bước từng bước nhìn qua, chỉ vào cái bát của Diệp Hoàng Hoa, trứng gà đều do Hoàng Hoa ăn. Diệp Hoàng Hoa ngơ ngác, Tôn Chiêu Đệ là người đầu tiên không phục. Dựa vào cái gì nói là do Hoàng Hoa nhà bọn chị ăn? Hoàng Hoa nhà chị mới là đứa bị thiệt thòi. Chú ba Diệp chỉ vào mấy cái bát, tự chị nhìn thử đi. Tôn Chiêu Đệ bèn qua đó nhìn trái nhìn phải, thiếu chút nữa nhìn mấy bát này nở hoa luôn, cũng không biết rõ rốt cuộc có gì khác, sao? Cái này có thể nhìn ra được gì? Lưu Hồng Anh cũng sáp lại nhìn vài lần, dù sao cô ta cũng thông minh hơn Tôn Chiêu Đệ một chút, lập tức nhìn ra bát nước của Diệp Hoàng Hoa khác với những bát nước khác. Bát nước này đờ xê hơn bát của mấy đứa khác một chút, bên trong còn có một ít lợn cợn. Đúng vậy, ăn vụng đồ ăn luôn có thể giữ lại một chút, ba người Truyền Căng vốn không có trứng gà, nước phun ra sạch sẽ, Hoàng Hoa ăn trứng gà, đương nhiên trong miệng còn có vụn trứng gà. Từ nhỏ chú ba Diệp đã ăn vụn có dáng vẻ gì, anh nhớ rất rõ ràng. Tôn Chiêu Đệ tức giận cả người run lên, cô ta đương nhiên không nghi ngờ lời nói của chú ba Diệp. Thấy dáng vẻ chột dạ không dám ngẩng đầu của Diệp Hoàng Hoa, còn có gì mà không hiểu nữa, căn bản là con nhỏ chết tiệt đó nói muốn cho các anh trai ăn trứng gà rồi lại đổi ý, nên nói dối, con nhỏ chết tiệt này, Truyền Căng là anh trai của nó lại hại anh nó như thế, sớm biết tính tình nó như thế, lúc trước khi sinh ra nó nên ném nó vào trong nhà vệ sinh, nghĩ đến Truyền Căng bởi vì con nhỏ suối quẩy này nói dối mới bị đánh thành như vậy. Trong lòng Tôn Chiêu Đệ nổi giận bừng bùng, cô ta nhìn quanh nhà một lát, thật sự không tìm được thứ gì tiện tay, dứt khoát xoay người cầm giày trên chân, ôm chặt Diệp Hoàng Hoa, cỡ cờ của cô ta xuống, vung cánh tay đánh thật mạnh, mới mấy lần, mông của Diệp Hoàng Hoa đã đỏ bừng, con nhỏ này, tao cho mày nói dối này. Tao cho mày nói dối này. Sao mày có thể nói dối chứ? Sao mày lại dám nói dối hả? Cô ta thật sự muốn đánh chết cho rồi, giày tiếp xúc thật mạnh lên mông Diệp Hoàng Hoa, phát ra tiếng nặng nề mang theo một chút lanh lảnh, Diệp Hoàng Hoa đau đến mức liên tục khóc kêu, nước mắt nước mũi ào ào chảy ra, trong lòng càng thống hận cả nhà chú ba Diệp, gia đình chú ba Diệp có lẽ sinh ra đã khắc cô ta lại không tính kế đến nhà bọn họ, liên quan quái gì tới bọn họ, thế nào cũng phải đi ra trộn lẫn vào, giờ thì hay rồi, cô ta bị đánh. Bọn họ vui vẻ nhỉ, sự thiệt thòi này, hôm nay Diệp Hoàng Hoa cô ta chịu, mối thù này, cô ta cũng nhớ kỹ, chờ sau này cô ta tìm được cơ hội, nhất định phải trả thù lại, ở đây đều là người lớn, làm sao có thể trơ mắt nhìn Tôn Chiêu Đệ đánh Diệp Hoàng Hoa đến mức xảy ra chuyện, Tôn Chiêu Đệ mới vừa đánh ba cái, Lưu Hồng Anh vội vàng tiến lên khuyên cô ta. Mao Đảng, Địa Qua và Truyền Căng cũng đều cầu xin thay cô ta. Ngay cả bà Diệp cũng mở miệng, được rồi. Đứa nhỏ nói dối nghịch ngợm chuyện này khó tránh khỏi, đánh hai cái để nó biết là được rồi, con thật muốn đánh chết đứa nhỏ sao? Thằng ba, con cũng tới khuyên chị dâu hai của con đi, liên quan cái quái gì tới con, đứa con của mình, muốn đánh chết thì đánh đi, cũng không phải của con. Chú ba Diệp cợt nhã, tiếp tục đi, giờ mới vừa đánh ba cái thôi, qua hai ngày nữa sẽ không đau. Làm sao cũng phải đánh 8-10 cái mới có thể để nó nhớ kỹ. Chị dâu hai, nếu chị không ra tay được, để tôi đánh thay chị, sức lực của tôi lớn, bảo đảm khiến cho Hoàng Hoa nhớ kỹ. Anh thật sự cúi người xuống chuẩn bị cầm dép lê. Bà Diệp, Lưu Hồng Anh, Tôn Chiêu Đệ, nghe thử đi, đây là tiếng người sao? Đây là lời mà người làm chú có thể nói ra sao? Giày trong tay Tôn Chiêu Đệ nhấc lên cao. Không biết nên tiếp tục đánh mông Diệp Hoàng Hoa hay là mang về trên chân, đừng thấy cô ta đánh Diệp Hoàng Hoa kêu một tiếng thật vang, chứ thật ra trong lòng cô ta cũng đau lòng. Nhưng Diệp Hoàng Hoa phạm phải sai lầm lớn như vậy, ầm ĩ khiến hai nhà thiếu chút nữa trở mặt, nếu cô ta không nguyện ý còn đỡ, cô ta đánh thật ác, lại để người khác khuyên ngăn rồi định mượn đà xuống lưng lừa. Thế nhưng tên xấu xa chú ba Diệp này lại không ra bài theo lẽ thường. Mọi người trong một nhà không biết nên tiếp tục như thế nào, trong nhà chú hai yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Diệp Hoàng Hoa. Được rồi, chuyện này cũng rõ ràng rồi, các chị tự bàn bạc rồi làm đi, tôi còn phải dẫn con gái về sưởi ấm đây. Xoay người ôm Diệp Mễ vào trong lòng, chú ba Diệp dùng râu cọ sát mặt Diệp, lại nặng rồi. Diệp Mễ cười khanh khách, đột nhiên nhớ tới cái nút sắt mà cô bé nhặt được, bèn lấy ra vội cho chú ba Diệp xem. Cha cô bé rất hiểu biết, hẳn là có thể nhìn ra cái bánh tròn này rốt cuộc là thứ gì, nếu không đáng tiền, cô bé sẽ vứt, nhặt một thứ xinh đẹp đáng tiền hơn cho em gái. Cha, cha xem cái bánh tròn nhỏ này, con nhặt được ở nơi bọn nó đánh nhau, là cái gì vậy? Có thể lấy làm quần áo cho em gái không? Chú ba Diệp thuận tay nhận lấy. Viên đại thủ. Cái gì? Viên đại thủ. Chú ba Diệp vừa nói như vậy, khiến lực chú ý của mọi người đều bị thu hút qua, nhất là Tôn Chiêu Đệ, hai con mắt đều lóe ánh xanh, hận không thể trực tiếp nhào lên cướp, ngay cả chú ba Diệp lợi hại cỡ nào cũng đã quên, cô ta nuốt nước miếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ la lớn, viên đại thủ này là nhặt được, nhà chúng ta bây giờ còn chưa ở riêng, phải giao cho mẹ, nộp lên rất tốt, nộp lên thì nhà cô ta có thể dính tí ánh sáng, có thể mua thêm 2 cái bánh đào cho Truyền Căng ăn, hoặc là mua thêm 2 mét vải may một bộ đồ mới. Cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn về phía hai người phụ nữ khác, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Lưu Hồng Anh không nói lời nào, trong lòng lại cảm thấy Tôn Chiêu Đệ làm việc không đáng tin. Đúng vậy, viên đại thủ này là người ta nhặt được, bây giờ còn chưa ở riêng, nhưng cái đó có liên quan gì tới nhà mấy người? Con gái người ta nhặt được, một người lớn như cô ta nhảy ra vô cùng lo lắng nói phải giao nộp, cũng không ngại mất mặt. Bình thường cô ta chỉ cảm thấy Tôn Chiêu Đệ keo kiệt ki bo một chút, sao hôm nay mới nhìn ra cô ta chẳng những keo kiệt ki bo, làm người còn có thói xấu, so với cô ta, em dâu ba qua thật giống như tiên nữ trên trời. Bà Diệp nhắm hai mắt lại quay đầu đi, cái gì tới trong tay chú ba Diệp rồi thì đừng nghĩ có thể lấy ra, bà đừng nên xen vào chuyện này thì hơn, xen vào có thể khiến mình tức chết, bà còn muốn thấy thằng ba nhà mình sinh cháu trai. Cũng không thể gặp chuyện không may được, hai người này cũng không đứng ở bên cô ta, trong lòng Tôn Chiêu Đệ thay đổi, giữa việc cô ta đắc tội chú ba Diệp và một xu viên đại thủ, cuối cùng vẫn cảm thấy viên đại thủ có lời hơn, lại mở miệng nói, chú ba, chú xem gì mà xem, không thương lượng, viên đại thủ này là con gái tôi nhặt cho con gái út, có liên quan gì tới nhà mấy người. Chú ba Diệp nheo mắt. Ngày thường ngay cả một miếng bánh bột ngô cũng không nỡ cho con gái tôi, bây giờ thấy tiền ngược lại vội vàng đòi, da mặt của chú ba Diệp tôi dày thật, không nghĩ tới còn có người lợi hại hơn tôi, chị đây không cần mặt mũi không có da mặt, trong lòng Lưu Hồng Anh liên tục trầm trồ khen ngợi, con gái tôi có thể nhặt được viên đại thủ là bản lĩnh, là thần tài cho con gái tôi, nhà của chúng tôi có được là 2 năm rõ mưa, nhà các người rõ ràng không có phúc. Còn cố muốn lấy phúc của ông thần tài, cũng không nhìn xem có nhận nổi hay không, Tôn Chiêu Đệ cũng không phục, sao nhà bọn chị không có phúc chứ, nhìn cái tên của mấy đứa nhà các chị đi, Khổ Cúc, Hoàng Hoa, đứa này thảm hơn đứa kia, vừa nghe đã thấy xui xẻo, chị nhìn lại nhà của chúng tôi xem, Mễ, Ngư, là ngày lành, may mắn, dù cho là thần tài hay là Quan Âm Bồ Tát đều chắc chắn càng thích nhà của chúng tôi. Nếu không sao đám Truyền Căng, Mao Đảng ở bên đó đánh nhau, một mình con gái tôi nhặt được viên đại thủ chứ. Con gái nhà tôi chính là có tài vận, có phúc, chú ba Diệp nói có lý có cứ, Tôn Chiêu Đệ nghe một hồi thậm chí hoài nghi có phải nhà cô ta thật sự không có phúc hay không, nếu không giải thích thế nào vì sao mấy ngày nay nhà cô ta không thuận lợi thế chứ. Hoàng Hoa đợt NG cửa ngã một cái, phải đến huyện khám bác sĩ, phải tiêu tiền. Truyền Căng và Mao Đảng ở bên đó đánh nửa ngày trời vẫn không phát hiện viên đại thủ lớn như vậy. Buổi sáng cô ta thức dậy lấy trứng gà còn bị lạnh tới bệnh. Chẳng lẽ nhà cô ta thật sự không có vận may? Vậy cuộc sống này còn có hy vọng gì nữa? Tôn Chiêu Đệ đặt mông ngồi ở trên mép giường, không bao giờ nhắc tới chuyện nộp lên nữa. Vào ban đêm ba nhà họ Diệp cũng không nghỉ ngơi tốt lắm. Diệp Hoàng Hoa bị Tôn Chiêu Đệ đánh mông. Đừng thấy chỉ có mấy cái như vậy, trẻ con da mịn thịt non, ai bị đánh như vậy vài cái cũng rất khó chịu, mông nóng bỏng đau đớn, đau đến mức cô ta hoàn toàn không dám nằm ngủ, không tự giác đã muốn khóc thút thít 2 tiếng. Cả đầu óc Tôn Chiêu Đệ đều nghĩ tới lời chú ba Diệp nói nhà cô ta không có phúc, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng nghẹn một cục tức, thế mà Diệp Hoàng Hoa còn khóc thút thít. Làm Tôn Chiêu Đệ phiền chết đi được, mày còn có mặt mũi khóc lóc hả? Hôm nay chuyện này đều bởi vì mày nói dối mới ầm ĩ lớn như vậy, còn có mặt mũi khóc lóc, mày nói mày xem, làm gì cũng không xong, bảo mày đến chỗ chú ba xin 2 miếng thịt, mày lại ăn vụng. Nói mày hai câu mày còn ngã đờ dê đầu phải đi khám bác sĩ, còn nói dối gạt người. Diệp Hoàng Hoa ơi Diệp Hoàng Hoa, sao mày biến thành như vậy hả? Hả? Vương tay chọc đầu Diệp Hoàng Hoa, Tôn Chiêu Đệ càng nói càng sức giận, người ta có thể nhặt được viên đại thủ, sao mày lại không nhặt được vậy? Sao mày lại không nhặt được chứ? Đều là hàng lỗ tiền, đều là con gái, nhà mình còn có hai đứa, sao nửa đồng viên đại thủ cũng không nhặt được? Càng nghĩ như vậy, Tôn Chiêu Đệ lại càng cảm thấy nhà mình không có phúc, càng nghĩ đến nhà cô ta không có phúc, cô ta lại càng muốn khóc, cho tới cuối cùng, Diệp Hoàng Hoa không khóc nữa, cô ta ôm Truyền Căng khóc hu hu hu. Mẹ nó Truyền Căng ơi, con phải làm sao bây giờ đây, chúng ta không có phúc, không có phúc. Nhà bác cả bên kia, Lưu Hồng Anh cũng nói chuyện xảy ra hôm nay với ông Diệp và Diệp Tổ Quốc, càng cảm khái chú ba Diệp là một nhân vật, anh nói xem người ta mồm mép như thế nào, sao có thể nói như vậy, ai nha, dù sao chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng tốt, cực kỳ có lý, chú ấy nói ngược lại cũng không sai. Diệp Mễ có thể nhặt được viên đại thủ, quả thật chính là có vận may, nếu không Mao Đảng và Địa Qua của chúng ta, Truyền Căng của nhà chú hai đều qua đó, sao cũng chỉ có một mình cô nhóc nhà chú ba nhặt được chứ. Em cảm thấy, sau này chúng ta phải cố gắng có mối quan hệ tốt với gia đình chú ba, nhà chú ấy có phúc, còn là con gái thịnh vượng, lui tới với nhà chú ấy nhiều, trong bụng em chắc chắn là một cô con gái xinh đẹp, giống như Diệp Ngư nhà chú ấy vậy. Lưu Hồng Anh sờ bụng của mình, Diệp Tổ Quốc cảm thấy lời cô ta nói hình như có vấn đề chỗ nào đấy, nhưng nghĩ lại làm sao cũng cảm thấy không có gì, hình như còn càng nghĩ càng có lý. Không phải chính là gia đình nhà chú hai không có may mắn sao? Gì cơ? Cô có vận may sao không nhặt được viên đại thủ? Không nhặt được viên đại thủ chính là không có vận may, không có vấn đề gì. Ừ, ngày mai anh dẫn bọn nhỏ đi bắt cá, bắt thêm hai con, đưa qua làm thân với nhà chú ba. Nhà chú ba ở bên kia lại náo nhiệt, chú ba Diệp vô cùng sung sướng, lật qua lật lại nhìn viên đại thủ mà Diệp Mễ nhặt về mấy chục lần. Sung sướng giống như nở hoa, anh chỉ biết con gái anh là một ngôi sao may mắn, con gái út mới vừa ra đời được vài ngày, anh đã nhặt được hai con dê, con gái lớn thì nhặt được viên đại thủ, đây không phải ngôi sao may mắn thì là gì. Chú ba Diệp nhất Diệp Ngư lên, hôn chụp ba cái, ai u cục cưng của cha, hôn Diệp Ngư ba cái xong, anh thả Diệp Ngư xuống, lại chụp Mạnh Phỉ và Diệp Mễ ba cái, mỗi bên ôm một người vào lòng. Diệp Mễ không hài lòng vì cha Diệp không qua tâm em gái cô bé, lại ôm Diệp Ngư vào lòng. Chú ba Diệp cầm viên đại thủ quơ, hỏi Diệp Mễ, biết giá trị thứ này bao nhiêu tiền không? Diệp Mễ trừng to hai con mắt, dạ. Thứ này còn có thể bán lấy tiền, chẳng thế à, thứ này rất đáng giá, con hỏi mẹ con xem, có phải hay không? Mạnh Phỉ lập tức cười, mẹ cũng không hiểu lắm, nhưng thứ này được giữ rất tốt. Chắc 80 đồng cũng có. Diệp Mễ lập tức bị sốc, sau một lúc lâu mới khó khăn nói ra, 80. Trời ơi, còn cho em gái không? Chú ba Diệp cố ý chọc cô bé, Diệp Ngư cảm thấy có lẽ Diệp Mễ sẽ không đưa cho cô nữa,